chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Ung thư không phải là một bệnh vô phương cứu chữa. Bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu như bệnh nhân được đến viện sớm và tầm soát những dấu hiệu khởi phát của bệnh. Có rất nhiều phương pháp phát hiện ung thư sớm như xét nghiệm sinh hóa, thử máu. Trong đó những phương pháp chẩn đoán hình ảnh cũng đã chứng tỏ là vô cùng hiệu quả, đặc biệt là với những tiến bộ mới được đưa ra áp dụng trong thời gian gần đây. Nội dung chính của cuộc hội thảo này cho thấy thế mạnh của chẩn đoán hình ảnh trong việc phát hiện các khối u ung thư dù còn rất nhỏ. Bằng phương pháp chụp cắt lớp, các kỹ thuật mới hiện nay cho phép các chuyên gia y tế nhận diện được các khối u. Đồng thời, với sự hỗ trợ của các kỹ thuật tiên tiến này, còn giúp việc chẩn đoán và hỗ trợ điều trị các huyết khối động mạch não cho các bệnh nhân đột quỵ. Cũng trong khuôn khổ hội thảo này, các chuyên gia y tế đã cập nhật một phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư mới. Hội nghị đã thu hút nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước tham gia, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, khám và điều trị cho bệnh nhân ung thư, kiểm soát ung thư sớm tại cộng đồng, việc áp dụng những kỹ thuật mới này sẽ giúp cho các chuyên gia y tế Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại cho bệnh nhân.